Thưa bác sĩ, em năm nay 27 tuổi, sẽ lập gia đình vào tháng tới. Em chưa quan hệ tình dục lần nào và em đã tiêm ngừa trước khi mang thai các loại vaccine sau đây là thủy đậu, viêm gan B 3-1, là sởi quai bị rubella. 2 ngày nữa em tiêm mũi cuối cùng là mũi cúm. Bây giờ em muốn tiêm thêm mũi HPV nữa. Nhưng qua tìm hiểu thì em thấy là độ tuổi được tiêm loại vaccine này là từ 9 đến 26 tuổi. Nhưng em thì đã 27 tuổi rồi. Dự định sinh em bé của em là sau 5 tháng nữa kể từ bây giờ. Vậy thì bác sĩ ơi, em có thể tiêm được mũi HPV hay không? Và nếu được thì em phải thực hiện những điều gì tốt cho sức khỏe của em và thai nhi? Em cảm ơn bác sĩ. Như chúng ta đã nói một chút xíu ở phần đầu á, có nghĩa là cái tuổi gọi là khuyến cáo của Việt Nam ha, thì độ tuổi là 9 đến 26, đó là cái thời gian để tạo hiệu giác kháng thể tốt nhất cho cái việc phòng ngừa ung thư cổ tử cung. Tuy nhiên rằng là có những quốc gia người ta đã mở rộng cái tuổi đến 45 tuổi. Tuy nhiên chiến lược của từng quốc gia trong cái việc mà tầm soát ung thư cũng như là đề phòng ung thư thì nó hơi có thay đổi một chút xíu. Chính vì vậy nếu bạn 27 tuổi bạn vẫn tiêm thì vẫn có thể được, tuy nhiên bạn sẽ phải hiểu rằng cái hiệu giá để tạo kháng thể nó sẽ giảm hơn một chút so với 26 tuổi. Và bạn phải nhớ thêm niềm tin một điều này nữa, đó là bạn tiêm thì tiêm nhưng đi tầm soát vẫn phải đi tầm soát, bởi vì cái tiêm đó không đề phòng được hết tất cả các cái nguyên nhân có thể gây ra ung thư cổ tử cung từ những con HPV khác nhau. Và cái liệu trình để mà tiêm một cái mũi HPV, vaccine HPV thì nó là 3 mũi cho 6 tháng. Và sau 6 tháng đó thì các bạn có thể ngưng 1 tháng và các bạn có thể là thả cho có thai lại. Vì vậy mà nếu như các bạn bắt buộc phải 5 tháng nữa mà chúng ta phải có bầu thì là chúng ta không thể tiêm được, là bởi vì nếu như các bạn tiêm 2 mũi ở cái tuổi 27 rồi các bạn ngưng thì cái việc gọi là phòng ngừa nó lại không có đúng nữa. Đó, cho nên là chúng ta có thể trao đổi với gia đình, với ông chồng xem là chúng ta có thể dời cái thời điểm mà dự kiến mang thai sau cái khoảng đó, có nghĩa là bây giờ 7 tháng nữa thì bắt đầu thả có bầu thì nó sẽ hợp lý hơn. Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Ngọc Diệp chia sẻ rất là chi tiết dành đến cho khán giả của chúng ta hôm nay.